Bóng là đương kim vô địch ở mùa giải trước đó, FC 20/1 với một lối đá nhuần nhuyễn phối hợp. Lý do vì sao cá nhân này là trung vệ bắt chân cho người này và như vậy bàn thắng đã đến với FC 20/1. Bàn thắng đã đến tới với FC 20/1. Một điều triển khai đã biến rất nhanh đến từ những đội áo xanh. FC 21 đang trên đường bảo vệ thành công chức cúp vô địch ở mùa giải năm nay. Số 36 về phía FC 21 vô địch. 21 thực sự là quá nhanh và quá nguy hiểm, và hai bàn thua đến với FC Cổ Vợ đang quá thông vấn của thủ này. Này để có lẽ là phá vỡ được cự ly đội hình bên phía đối thủ FC 21. Mạnh Đông vẫn là Mạnh Đông. Đường chuyền Giang Nam không vào, không thể có bàn thắng tiếp theo. Quá bí bách, có rất nhiều những sự lựa chọn dành cho mỗi đội bóng. Tuy nhiên thì FC Sơ Vợ xử lý rất hay đến từ Văn Trọng. Quay Thanh Phương, đường chuyền không được khi mà Văn Thái lại có một tình huống ở bước một, có lẽ là Bình Toàn rất tốt. Có rất nhiều những sự lựa chọn dành cho Giang Nam ở thời điểm này. Không vào. Xuân Dũng cũng đã có một tình huống tiếp cận vị trí còn lại rất hay. Tuy nhiên thì pha bẻ chân vừa rồi của Xuân Dũng có lẽ là hơi lệch. Một tình huống lên tham gia tấn công và mỗi tình huống được chuyển bóng dài đó là cơ hội. Tỷ số là 3-0 dành cho bên phía FC 21. Và bàn thắng vừa rồi chắc chắn sẽ được tính dành cho trung vệ dòng Trần Hơi. Một tình huống bằng cắt theo chiến thuật của Mạnh Đen, và nó thực sự đã khiến cho thủ môn Trần Duy giật mình. Quỹ đạo đi của trái bóng lập bổng, và ở mỗi quỹ đạo đi của trái bóng như vậy sẽ thực sự khiến cho những thủ môn rất sợ ở mỗi tình huống bóng như vậy. Bây giờ anh Mạnh, vẫn là anh Mạnh tấn công dành cho FC Sơ Vợ, đưa bóng vào rồi không vào. Đây là những phút thi đấu ở hiệp thi đấu thứ hai, họ cần phải chơi nhanh hơn và quyết liệt hơn nếu như họ mong muốn có một tỷ số thuận lợi ở trong trận đấu này. Và đúng này thì trọng tài đã tối còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, trận đấu giữa FC 21 và các đội FC Sơ Vợ. Tỷ số tạm thời là 3-0 nghiêng về các đội FC 21 đã đem về cho họ 3 bàn thắng dẫn trước các đội FC Sơ Vợ. Tuy nhiên thì vẫn còn nguyên một hiệp thi đấu thứ hai trước mắt. Chúng tôi sẽ mong chờ vào hiệp thi đấu thứ hai, các đội FC Sơ Vợ sẽ có được những bứt phá và có được ý đồ của Duy Trung vừa rồi, có lẽ là chuyền bóng dành cho Thanh Phương và vùng chân từ rất xa và đẩy bốn cơ hội muốn tăng tốc độ đấu này chỉ là các đội FC Sơ Vợ. Rồi không được và mong chân và đội và họ chắc chịu những cửa đó một cách rõ ràng. Bàn thắng đến với họ là điều đương nhiên, không được. Vẫn là Bá Bình, từ trường dành cho Thanh Phương, nhịp công. Từ trường tốt của Bá Bình dành cho Thanh Phương. Nhưng chẳng có nào một dạng vừa rồi của Thanh Phương lại đi hơi với. Văn Viên, đường chuyền dành cho Xuân Kiên,
Xuân Kiên. Nếu như Xuân Kiên cho có bóng độc thì là Văn Viên. Dù mất bóng ở giữa sân nguy hiểm, có rất nhiều sự lựa chọn. Cơ vào, như vậy thì bàn thắng đã đến đôi với cầu thủ MC Server. Cường trưng trên quỹ đạo của thầy bóng đi ra ngoài. Tuy nhiên thì với cái chân trái thực sự là rất nguy hiểm của Thanh Phương trong quả bóng vừa rồi cũng đã kịp thời đem về bàn thắng giúp đỡ tỷ số thành 4-3 dành cho bên phía FC Server. Anh Mạnh, Đình Toàn, cơ hội dành cho FC 21. Đường chuyền, Văn Đức không vào. Mọi thứ đã trôi qua khi mà trận bóng đã nằm trong tay của thủ môn Ba Duy từ những người chơi ở phía phòng ngự bên phía FC 21. Đánh đầu rất đáng tiếc khi Hòa Duy Trung đã có một đứa bay tìm kiếm lại hình ảnh của chính mình trong những trận đấu vừa qua. Văn Đức không thể cầu và phá xạ bằng chân tốt của Ba Duy. Một tình huống cố định ở vị trí giữa sân dành cho FC Server không vào. Đường chuyền dài của Trần Hơi không được. Mất bóng ở giữa sân quá nguy hiểm. Văn Đức ơi không vào. Ba Duy đã có một tình huống lao thủ bóng rất tốt của Xuân Hùng ơi. Văn Đức ơi rất rõ ràng không vào. Bóng đã chạm bé ngoài khung dòng. Quá đáng tiếc khi mà Xuân Dũng lại một lần nữa có cơ hội đối mặt với thủ môn. Bá Vinh đưa bóng vào. Một Trần Hơi. Một rất êm của Đức Cường. Trận này Văn Viên cơ hội 1-0 dành cho FC 21. À như vậy tỷ số đã được lên đến 4-1 dành cho FC 21. Rất xin lỗi quý vị và các bạn khi mà thực sự mọi thứ bây giờ đã là dấu chấm hết dành cho FC Server. Một pha xử lý giả sút rất tay của Đức Cường và nó đã tạo ra một khoảng không gian bao la và mênh mông dành cho Văn Viên đặt vị trí vào, đặt cái bóng vào một vị trí mà thủ môn Đức Cường. Cơ tiếp theo dành cho FC 21 không vào. Một cản phá bằng chân rất nhanh của Ba Duy. Bây giờ thì FC 21 sẽ có sự thay đổi người. Đá biên đường chuyền dài của Trần Hơi không được. Xuyên chuyền nữa thì anh Mạnh lại có một tình huống tốt đấy nhỉ. Rất may là Ba Duy vẫn kịp thời bán xạ. Đá biên tiếp tục dành cho 21. Không được, bóng hướng về vị không tốt. Đây là Bá Minh. Đức Cường cơ hội rất rõ ràng dành cho Đức Cường không vào. Đức Cường thực sự là ba cầu thủ. Đúng lúc này thì trọng tài Đức Thành đã thổi còi và kết thúc trận đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay.